Dạ, Nam xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Lang Thang Kiên Giang. Cũng như là sẵn đây thì Nam cũng chào nước trong, nước ngoài, nước đục của cộng đồng mạng. Thì ngày hôm nay Nam cũng muốn trình báo để nước đục, nước trong nghe rõ được cái câu chuyện của vấn đề của cặp đôi gọi là yêu nhau rất là thấm thiết, sâu đậm, là Nam Sầu Riêng và cũng như là người vợ Cẩm Vân tương lai. Thì tới công chuyện ngày hôm nay, giống như những gì ngày hôm qua Nam bấm tay Nam nói trên clip rồi, thì không lâu đâu quý vị, thì cặp đôi này cũng sẽ là gọi là không biết là có qua lại hay không, là có tổ chức đám cưới như là những gì hay không đó. Thì ngày hôm nay đặc biệt luôn là gọi điện thoại qua để rồi là trách anh Năm là lên là tìm người yêu gì mới đi khỏi nhà gì đó này kia nọ, là bây giờ là từ chối anh Năm rồi, của Cẩm Vân từ chối anh Năm rồi. Nó không biết là về bên bển thì mẹ con chiến tranh như thế nào đó, thùm lum tà la. Nhưng mà ở đây Nam cũng muốn chia sẻ cho quý vị khán giả một cái câu chuyện rất là ly kỳ mà ngày hôm qua Nam có nghe được anh em ở dưới cập nhật thông tin. Thì cái cô Cẩm Vân này ngay từ đầu là người ta cũng như là anh em quay phía bên ông Năm lên, thì cô này người ta không có kêu hay là gì hết, tự động ôm quần áo cuốn gói nghỉ làm nó là đi xuống dưới nhà của ông Năm ở, chứ cũng không ai kêu xuống, mà tự động cô ta đi xuống nhà ông Năm ở. Rồi xong lúc đi về cũng không gọi là đi về, thì bị mấy lần bên anh em YouTube chắc chắn hỏi là ngay từ đầu là tại vì do lỗi là tại cô cũng nhận là cô tự đi rồi cô tự nguyện. Nói chung là hiện tại là hầu hết là hình như là đây là Nam nói về, không phải là Nam xúc phạm người phụ nữ Việt Nam, nhưng mà ở đây cá nhân của Nam thấy ở chỗ phía bên cô gia Cẩm Vân này, Nam chỉ nói một mình cô Vân này thôi, không biết là cái gọi là cái giá của người phụ nữ hay là cái gọi là cái phẩm chất của người phụ nữ để đâu, mà hiện tại theo Nam cảm nhận nha, ông Năm này rất có giá trị. Tại vì đó là ông Năm này chỉ cần ngồi sẵn chỗ ở nhà thôi, là cứ lên clip là chào nước trong nước ngoài thôi, là bắt đầu là mấy cô lại sẵn vô, là không cần biết ruộng quần áo là hết chân cuốn gói để đi về sống danh Năm đó. Sống mấy ngày thì xảy ra biến cố, thì cô Cẩm Vân này cũng tự động gom quần áo xách đít đi xuống nhà của anh Năm ở mấy ngày hôm qua, và cũng như là sau khi con gái xuống làm động trời lên thì bây giờ là cuốn gói lại đi về bệnh để giải quyết nhà. Thì không biết là ngày hôm qua nay về bệnh thì mẹ con tình cảm như thế nào, nhưng mà khi mà sáng ngày hôm nay thì Nam cập nhật được thông tin là điện thoại qua cho lại bên phía anh Năm là từ chối. Nhưng mà ở đó là cái gọi là cái từ chối, còn cái phía mà gọi là trên màn ảnh mà mọi người đang thấy cuộc gọi điện thoại nói chuyện á thì chỉ là gọi là hiểu lầm. Nhưng thật chắc ra cô ta, Nam nghĩ theo cô ta đi về bản là không giải quyết bên gia đình không xong rồi nó, hoặc là thấy là phía bên anh Năm Sầu Riêng này bây giờ là quá trời rồi. Ngày hôm qua khi mà anh em nó cũng đã tung những cái đoạn clip lên là anh Năm này xuống mượn tiền những người phụ nữ khác rồi xong là hết điện hết người này tới người kia đó, thì nên là bây giờ là trên cái đó bên đó thì chỉ dàn xếp gọi là hiểu lầm thôi quý vị đó. Còn hiện tại thực tế thì Nam nghĩ là ở phía bên bản là cái nhà của Cẩm Vân này dàn xếp không xong, và chốt lại một câu là hỏi thứ hai này có qua hay không để gọi là đi đâu Bình Thuận, Phan Thiết gì đó, Đà Lạt, Phan Rang gì để chụp hình cưới rồi tổ chức đám cưới linh đình gì đó, nói chung là vậy. Nhưng mà cái sự kiện nó không diễn ra đó. Thì ngày hôm qua thì Nam cũng đã chia sẻ với quý vị rồi, Nam bấm tay rồi, tại vì là anh em Nam nhìn ở trong ngày nay nhìn là biết được cái nhân vật đó nó sẽ như thế nào và cái kết cục nó đi đâu. Thì chắc là Nam nghĩ nha, là khi mà về bản thì bên phía bên gia đình cũng như là dàn xếp con cái hay là cha mẹ gì đó không, bên phía bên cô Cẩm Vân này thì nói chung là phía bên gia đình là không ai đồng ý rồi, nên là ngày hôm nay thì diện cái cớ này để lên mà gọi là từ chó khéo, để là gọi là mình còn miếng giá trị, mình vợ mình mới đi ra khỏi nhà mà anh này cái nọ đó, nên thành ra là Nam thấy là trẻ rút lui rồi nó, hoặc là xách
Bữa giờ đi qua đây thì cũng như là lúc đó thì hiện tại nó đang cao trào rồi, kiểu muốn dâng lên tới não rồi, nên là đi qua đây bữa giờ thì cũng được anh Năm giải gọi là đáp ứng nhu cầu thỏa mãn rồi, nên là bây giờ về bản diện lý do là về là chuồn luôn, chứ Năm nghĩ là không có thể qua lại nữa quý vị đó. Và còn anh Năm ở đây thì nói chung là rất được người ta mến mộ đó, nhưng mà đây Nam sẽ chia sẻ cái câu chuyện mà gọi là người ta mến mộ quý vị. Hiện tại các ông già bà lão rồi các cụ các u hiện tại á, trên mạng xã hội á, khi mà được người ta quay mình lên á, thì mình nghĩ là mình tưởng tượng mình là người nổi tiếng hay sao á, rồi mình là một cái nhân vật gì đó nó dữ trời lắm nên người ta mến mộ. Nhưng mà những cái người đó không hiểu hiện tại là ở cái cộng đồng mạng khán giả nè, người ta xem và người ta chửi bới như thế nào, người ta phân tích, người ta bình luận như thế nào, mà cứ lên trên mạng mình nghĩ là mình là người gọi là nổi tiếng hay là mình là như nào mà gọi là người ta mến mộ. Dùng cái từ mến mộ đó không, Năm nghĩ không biết là những cái ông bà này là hiện tại là đang suy nghĩ cái gì trong đầu đó, nên là người ta ai cũng mến mộ đó. Và cũng như là ngày hôm nay thì chính thức là cái câu chuyện của anh Năm Sầu Riêng và cũng như là cô dâu Cẩm Vân sẽ có chuyện động trời, đó gọi là cô kia đã từ chối, không không muốn qua gặp anh Năm nữa, và anh Năm cũng xin lỗi này kia và nghe lời theo tất cả anh em để mà gọi là xin lỗi năn nỉ, nhưng mà bất thành rồi quý vị ơi đó. Nên là anh Năm năm nay mơ gì nữa sẽ kêu bây giờ lên tuyển vợ tiếp, chắc là tuyển tiếp vợ mới. Còn mà mình gọi là bà Cẩm Vân này bầu, tại vì bả từ đầu bả tự động bả xách đồ quần áo bả đi qua đây bả sống bả ở, bả xưng là vợ này kia, bả qua bả ở mấy ngày đó, dỗ đít bồ này kia mò mẫm đồ ẩu, bả này bữa giờ cũng lụm được mấy cái rồi, bây giờ bả đi thì kệ bả đó, tao tôi cũng không cần, bây giờ bà đi tôi lên mạng tôi tìm bà khác thiếu gì bà đó. Nó là thành ra cái gọi là người ta được mà được vô mà đầu tiên á là nó như vậy. Và những cái chương trình mà gọi là lợi dụng lẫn nhau thì đây là một cái gì mà những cái hình ảnh thực tế nhất mà anh em Nam chia sẻ lên cho quý vị khán giả đó. Nhiều khi là anh em Nam lên nói thì quý vị cũng thể là chưa hiểu, nhưng mà đây khi mà anh em Nam nói xong rồi á là quý vị đúc kết lại những cái câu chuyện, đúc kết lại những cái câu chuyện mà khi mà quý vị xem được clip của cặp đôi này thì bây giờ mọi người sẽ hiểu được cái vấn đề của anh em đang nói đó. Và hiện tại thì cô Cẩm Vân này cũng vậy, một người phụ nữ xách quần áo xuống nhà ở mấy ngày rồi ổng măng mê mò bóp phải là ổng dỗ đít dỗ ơ gì đó để quay lên mạng đó như vậy đó, rồi xong ngày hôm nay lại gọi điện thoại lên trách hờn là này kia kia nọ, viện lý do để từ chối. Và anh Năm này anh cũng đâu cần nó, anh Năm này anh đang có giá mà, còn còn chỉ có cái bà Cẩm Vân này thôi. Bà Cẩm Vân này bả tự chui đầu bả vô thôi, bả xách quần áo bả gom lại bả ở với người ta đã, rồi bây giờ bả kiểu bả làm giá bả nói này nói nọ thôi, còn ông Năm cũng đâu cần đâu. Đó, giờ không có bà, ông cũng có kiếm được người khác à. Thì bây giờ mọi người nghĩ đi, ông Nam cái thái độ của ông nhà ông khi mà ông nhìn trên clip á, ông nói chuyện thì ông nghe lời theo bên phía anh em người ta giới thiệu, người ta chỉ dẫn thì ông nói thôi. Đó, ông nói xong cái khúc cuối đó, ông nói là thôi vậy thôi tắt, là không cần, ông đâu cần đâu quý vị. Ông đâu cần mà cưới bà Vân này đâu. Bữa giờ thì ổng nói chung là bữa giờ ổng cũng đã gọi là lên clip thì cũng mấy mấy cả tháng rồi, thì ổng cũng lụm sơ sơ được vài bà rồi, 4-5 bà rồi đó. Còn sắp tới trong tương lai nữa thì ổng cũng cứ nghĩ như vậy, bà này không được có bà khác, nên thành ra ổng đâu có lo mấy lo lắng về mấy chuyện đó, còn chỉ có cái bà kia thôi, bà Vân đó. Bả lao đầu bả vô bả tự dâng hiến, tại vì lúc đó bả đang cao trào quá, bả muốn dồn lên tới não rồi đó, nên là bả muốn đi qua đó để dâng hiến cho ổng. Ai là bữa giờ cũng này kia kia nọ rồi ấy ấy lụm đồ này kia các kiểu rồi, nên bây giờ là đi về thì kiểu làm giá thôi. Nhưng mà đối Nam, theo Nam cảm nhận được cái cách qua cái cách mà
ông Năm Sầu Riêng ổng nói chuyện điện thoại đó thì ổng không có cần. Thì thử hỏi người phụ nữ ai là người thiệt đó. Và ngày hôm qua Nam có nghe một cái câu khi mà anh em chất vấn bà Cẩm Vân lúc là trên đường chuẩn bị về ngồi trong phòng, thì có hỏi là khi mà cô qua đây thì cô có mất mát gì không. Bà nói không, cô qua đây là cô không chịu thiệt thòi gì mất mát gì hết. Nhưng mà cái gọi là cái phẩm chất của người phụ nữ á, bà không có bị mất đó. Bà đi qua đây rồi bà tự nhận người phụ nữ xách quần áo đi qua đây đó. Rồi bây giờ là phải anh em phải dặn một câu là khi nào cô được sự đồng ý đám cưới thì cô mới đi về bên đây, chứ còn cô đi về bả là không, cô không được qua đây đó. Thì bả là ơi là gì, bây giờ Nam thấy nó trái ngược nhau. Nếu mà đối đặt cái cương vị mà Nam suy nghĩ đó là cái người đàn ông mới đúng, chứ còn không phải là cái người phụ nữ mà đang bị như vậy, giống như bà Cẩm Vân này ngồi đó mà bị người ta chắc chắn nói trên đầu trên cổ, nói xiên nói xỏ mình mà mình không, cũng không biết gì hết, mà mình cũng lớn tuổi chứ đâu phải còn nhỏ mười mấy tuổi mà mới lớn đâu đó. Đi qua đây sau khi mà bỏ nhà đi qua bên đây để sống với ổng, thì khi mà có chuyện thì đi về ảnh thì bị mấy anh em chắc chắn thôi là khi nào mà được đám cưới bàn với gia đình ok đám cưới á thì cô mới đám cưới xong cô mới được đi qua đó. Rồi còn đám cưới á, thì ở nhà không thích thì cũng báo lên cộng đồng mạng trong nước ngoài đó, rồi báo cho anh em YouTube qua. Nhưng mà đặc biệt là không có quay hình ảnh của gia đình, chỉ quay hai người thôi đó. Nhưng mà đám cưới thì báo làm gì, nếu mà đám cưới rồi thì xong rồi lo làm ăn đi, chứ đi báo làm gì, lên trên mạng báo nước trong nước ngoài làm gì. Hay là lúc đó để mà thấy là vừa rồi là ông Năm Sầu Riêng này ổng cũng được Mạnh Thường Quân cho tiền đó, nên là bây giờ là đám cưới lên là báo nước trong nước ngoài người ta gửi thiệp chúc mừng nè, hay là muốn giúp đỡ để làm ăn đó. Nên thay nhiều nhiều cái lắm quý vị. Rồi xong năm đó là cái phẩm chất người đàn bà người phụ nữ đó, đi qua bên ở nhà ổng bữa giờ ổng mân mê ổng vỗ đít ổng mằng mò ổng lụm gì đó không biết bao nhiêu cái, mà bây giờ đi qua mấy anh em hỏi bả mắc gì bả không mắc gì hết đó. Bả là người phụ nữ không có bị thiệt gì hết trơn, chỉ có người đàn ông bị thiệt thôi à, bả người phụ nữ không thiệt gì hết đó quý vị. Nó sao mà Nam nghe nó gọi là nó trái đời quá, không hiểu nổi luôn. Và ngày hôm nay thì Nam cũng sáng nay Nam nghe được cái tin thì Nam cũng liên tục vừa ngủ dậy luôn, Nam sẽ lên TikTok cập nhật cho quý vị khán giả một cái tin rất là động trời, đó là cô Cẩm Vân cũng đã từ điện thoại lên từ chối anh Năm Sầu Riêng, và anh Năm Sầu Riêng cũng đắc có cần, và cũng như hiện tại thì có thể là không cần, tao lên tao kiếm vợ mới nên là cũng không có quan trọng. Thì cái tình tiết nó diễn ra như vậy đó quý vị. Và bây giờ Nam cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu cô chú anh chị thấy hay cho Nam một like và đăng ký kênh để hộ Nam có động lực cho những video mới ạ. Bye bye cả nhà.